thành viên của gia đình tuổi trẻ sinh ra. Hôm nay với như là vào ngày 13 tháng Giêng của năm Nhâm Dần, gia đình tuổi trẻ sẽ được sự đồng thuận của thủ tọa chủ trì của chư tôn đức tăng tại đồng tử cho phép gia đình tuổi trẻ sinh ra chúng con có một buổi họp mặt đầu năm để ta tới thủ tọa chủ trì sang di đặt tôn phật kế bàn trên chư tôn những đức tăng để mùa xuân được đến với cuộc đời, mùa của đất trời thay áo mới, mùa của vạn vật sinh sôi, mùa của trăm hoa đua nở, mùa mầm non lộc biết vươn mình, mùa của niềm tin yêu cuộc đời với ước vọng một năm mới an lành. Đường quan trên thương tọa chủ trì, chúng con được phước duyên quy tụ về cùng nhà đang thắp hương này, trải qua 22 năm cuộc sống thường nhật nơi mà bậc ông bà cha mẹ chúng con đã từng tưởng thương đã dạy nơi cuộc đời như này, và rồi nơi đây sẽ trở thành ký ức đẹp trong ký ức của con người Phật, với mong ước nơi đây tương lai sẽ khang trang uy nghiêm hơn, sống được hạnh phúc. Hôm nay ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần, chúng con ban cố vấn cũng như các thành viên của gia đình tuổi trẻ xem và cùng đối với chúng đi của thực tọa chủ trì trong bảo ấm niềm đi sáng trở lên tháng Giêng xuân đêm lời thánh lễ với truyền thống tôn sư trọng đạo, một nét đẹp văn hóa chuẩn việt mà bao đời đã lưu truyền. Thầy là người chỉ đường cho được chân cùng nhận biết đến nào bên phải, biết hướng nào hướng lên, và cho phúc thiên liêng giao cảm của những ngày hồi xuân chúng con thành tâm đứng nhận tâm hương nguyện cầu tam bảo chư tôn hộ chư liên thắng tăng luôn gia hộ cho cuộc tỏ chủ trì cũng như chư tôn thiên đức tăng ni tại đồng tử pháp hải ân luôn kinh an vô lượng thần tượng, vô lượng thần tượng, vô lượng thần tăng, và đồng kính chúc ban cố vấn cũng như các thành viên của gia đình tuổi trẻ xem và một năm mới an khang thịnh vượng, các từ như ý. Nam mô chí sư bồ tát ma ha tát. Và giờ này chúng ta cũng trang nghiêm đến bồ tát thầy trò, chúng con cũng thành thân tọa chủ trì ban cho chúng con những lời. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Các con thân mến, một năm tân sửu đã qua đi để lại nhiều cái biến cố của cuộc sống cho tất cả thầy trò chúng ta. Đúng một năm con trâu ăn lầm than, cày cửa vất vả ăn hàng, nhiều nơi nhảy nắng, và trong cái số tiếp của con trâu chịu đựng những cái roi vọt, chịu đựng những cái khổ nhọc, để mà phải vừa đem sức lực của những chú trâu phục vụ cho con người. Trong những sự vất vả ấy của chúng con lời chúng tôi thì một năm qua
nhất là sau đợt bùng phát dịch lần thứ tư, sau 30 tháng 4, trước đó chúng ta đã khó khăn rồi, nhưng sau đó thì chúng ta đã khó khăn hơn. Sự khó khăn đó không riêng vì mọi người trên đời này chúng ta, mà khó khăn chung của cả xã hội, cả thế giới, cả các nước, và đặc biệt là Việt Nam chúng ta bị nặng nhất trong năm vừa qua. Nhiều gia đình phải kiệt quệ, nhiều công ty phải phá sản, làm cho đời sống của chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, sức khỏe thân tàn của chúng ta trong lúc khó nhọc, nói lên chí hạnh của chư Phật chưa bị bồ tát, chúng ta vẫn kiên quyết vươn lên. Những chiếc áo xanh đi vào vùng chiến tuyến của dịch bệnh, sâu xa là tình nguyện viên tiến đầu. Thời gian đó các thành viên chưa được tiếp như nào, chưa được tiếp vaccine, nhưng vẫn quyết tâm đi, dẫu biết rằng đó là nguy hiểm, không biết trước số phận của mình sẽ như thế nào. Vì khi mà chưa tiếp vaccine thì cái xác suất rất là cao có nhiều bạn tuổi trẻ ra đi vì dịch bệnh COVID. Dù có nhiều bạn trẻ sau này là tiếp mũi một, mũi hai rồi, nhưng cũng không thoát khỏi khi mình lâm vào dịch bệnh. Thế mà những bạn trẻ áo xanh của chúng ta xông pha cùng với quý thầy chuyên môn và chuyên viên, thầy đánh giá rất cao về tinh thần. Tuy rằng gia đình của trẻ chúng ta đi không được nhiều, nhưng cũng có đại diện những thành viên hết sức là quý, đại diện cho giới trẻ của chúng ta. Và những đàn áo sáng đó sắp khi hoàn thành nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố vinh danh, được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vinh danh, và đặc biệt là giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai vinh danh, và một ngày rất là trang trọng. Hôm nay thầy đi mời bạn hạ xuống ra đây với bằng khen của tỉnh ở dưới phòng, bằng khen của xe tạm đằng sau kế tiếp của tiếng rồi, và bằng khen của tỉnh cao cho xe tạm chúng ta. Và thưa quý vị, khi bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khen cho xe tạm chúng ta, nó khác thường hơn là trao cho các đơn vị khác. Cái bằng khen sân vàng của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trao tặng tất cả tuổi trẻ chúng ta với một sự trân trọng và sự hết sức là thân tình, đích thân đoàn của ban công giáo tỉnh, ông Nguyễn Quốc Vũ, trưởng ban công giáo tỉnh và chư vị phó ban, cũng như các vị lãnh đạo của ban tôn giáo tỉnh, đích thân về chùa Viên Giác này để trao bằng danh dự này cho gia đình tuổi trẻ xa nhà thành công. Ngoài đóng góp về tiến lời chống dịch thì chùa Viên Giác chúng ta tích cực tham gia vào công tác cung ứng vật tư y tế,
lương thực thực phẩm cho bà con nhân dân, và trong suốt thời gian qua xem bạn chúng ta đã hỗ trợ dịch bệnh về y tế, về lương thực thực phẩm, về tất cả mọi mặt trên 4 tỷ 4 tỷ 7, và đây là bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai trao. Thầy sẽ đọc cái văn bản này: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho câu lạc bộ thiện nguyện Sa Vàng, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng Nai ngày 5/1/2022, Chủ tịch Cao Tiến Dũng đã phê duyệt. Và sau này có một bao thư thì thầy sẽ trao cho bao thư này cho ban chủ nhiệm chúng ta. Sau đây xin mời trưởng ban tư vấn và chủ nhiệm hai vị lên thầy trao lại cái bằng này cho trên đại chúng ta. Chúng ta có nhiều thành viên tham gia tuyến đầu chống dịch, nhưng hôm nay hiện thì có 3 đại diện đi hôm nay thôi, thì thầy sẽ trao thành viên cơ bản hôm nay. Thứ nhất là bạn Đạt Trần Hải Đăng, tiếp tế lương thực thực phẩm cùng với tổ đội chúng ta. Người mà đầu tàu đó chính là bố quý phụ các con, là theo sự chỉ đạo của quý thầy bố quyến, và cùng với dân quấn là em của bố các con tham gia tích cực trong việc phân phối quà rau củ quả đến cho bà con. Tổng cộng mà xem vào chúng ta đi tiếp tế này trên 80 chuyến tiếp tế. Đó là chúng ta đã nói qua các đề chuyển dịch của năm qua, mình đã ứng cử cái năm mà để làm nhiều cái dấu ấn cho mẹ của chúng ta. Trong đó có nhiều bạn kiên cường hơn, đó là đã được công ty COVID hỏi học mà kiên cường vượt qua. Tuổi trẻ chúng ta nhiều thành viên bị nhiễm, có bạn thì cũng nằm nhà có thể biết thăng, có nhiều bạn cũng giấu sợ thầy với ban chủ nhiệm lo giấu, như một số bạn bị hôm nay chúng ta mặt già đến đường thì cho mọi người biết hết rồi đó. Con gì bị ngàn sợ, như là chị Thảo bị tại nhà đúng không, rồi là Hạ Hạ bị ai nữa, Hồng Khuyên bị đúng không, con luôn nhiều nhé, bên này ai nữa xin bị luôn, con bị luôn, Hoài bị đúng không, ô mà bị luôn, em giấu rồi nhé,
được từ sự cái đeo dài ai đền ai đền những lần sự cao dài gì đó là người ta sử dụng nhiều thì mình lấy về thì ha mình lấy về thì ha đi còn số gì đó là nhà thì ở nhà nhưng mà qua những cái yếu tố đó các con được khỏe mạnh còn ngồi lại với nhau đây được để chuyện rồi chúng ta tặng nhau một cặp hoa tay nào được không? Thầy thì tiếp xúc với bệnh nhân nhiều, tiếp xúc với nhiều người, nhưng mà không được sao thầy bị chắc Phật cảm cho thầy thế sao? Thế là thầy bị nhiễm rồi thầy biết. À, mình phải ra bị gì chứ? Thì thứ nhất là chúng ta vui mừng vì chúng ta vượt qua cái đoạn khó khăn nhất. Bây giờ cuộc sống đã tạm trở lại bình thường, tuy rằng chưa được một các một năm, nhưng chúng ta đã được mở cửa để chúng ta bắt đầu xây dựng lại. Và thầy cho chúng ta cũng cố gắng lên, thầy cũng đang đi vào sự khó khăn bắt đầu tuần sau và đập hết cửa để xây lại khó khăn đấy, nhưng mà để cho chúng ta cùng nhau vượt qua, cùng nhau cố lên để xây dựng lại. Ai đang được tổ chức nhiều những năm nay xây dựng lại thì tặng nhau theo đất là chúng ta xây dựng lại cái cuộc sống của mình ổn định hơn, là chúng ta hãy động viên nhau tự mình tự cái giới chính mình một cảm hóa ra thật to nữa để cố lên. Thưa tất cả các con, trong thời gian vừa rồi chúng ta khép lại những cái khó khăn cái gì mở mắt chúng ta là một trời tư xa. Mục đích là thầy làm chứng minh cho nhiều cảnh quan đẹp và làm đỡ để thì nói cho mọi người biết để khép lại trang sự khó khăn để lên đây viên sáng là tư xa. Cho nên tập trung quan đây làm như thế với nhân là như vậy để các con về có cảm trực hình đẹp nhìn chỗ nào cũng đẹp. Nhìn về cá tư theo rồi có nhiều cái chích chi mà cũng thần Facebook cũng đưa cuộc đời lên làm cho nên là cái lên thể cố gắng làm rồi dù khó khăn tiền thua trách túi nhưng ta cứ làm đi cứ làm có nhiều chỗ đẹp con lên nó dở giờ thì nó sẽ thành phòng đẹp rồi con lên nó chỗ ở thoải mái. Thì thầy muốn mở ra một cuộc tươi sáng để chúng ta có niềm tin, chúng ta tiến lên cái điểm tựa tinh thần mà nó về cuộc sống. Còn về hướng tới của gia đình tuổi đời chúng ta, thầy muốn các con hướng ba điều mà thầy đã nhắc nhở các con. Thứ nhất là tình thương. Thứ hai trí tuệ. Thứ ba là sự dũng mãnh tinh tấn vượt lên khó khăn. Thứ nhất là tình thương. Mình là người con Phật, là cái đạo từ bi, là cái con đường dẫn dắt muôn nhân sinh đến con đường tốt đẹp. Vậy tất cả chúng ta phải đưa cái chí hướng của mình về sự tốt đẹp. Tất cả chí hướng của mình từ việc làm đến lời nói đến ý nghĩ của mình, mình vô cùng chỉnh hướng nó đi đến cái hướng tốt đẹp nhất. Đừng hướng từ lời nói của mình, đừng hướng từ suy nghĩ của mình, đừng hướng từ việc làm của mình để mà làm tổn thương người khác, đau lòng người khác, hại người khác, nói xấu người khác. Chúng ta hướng chí hướng của mình mà chí hướng chúng ta có ba đều thân khẩu và ý. Chí hướng của mình có ba yếu tố. Thân là có thể mình không làm những điều tổn thương người khác, khẩu là nói những điều tốt đẹp với người ác ngữ, không nói những điều tổn thương nhau. Suy nghĩ tư tưởng ý nghĩ của mình luôn luôn hướng đến cái lẽ thiện. Thầy dùng những từ con từ giản đơn để các con dễ hiểu, các con dễ hiểu. Và
trí tuệ, sự dũng mạnh vượt lên khó khăn. Thầy đã nói trong những tình thương là một con người đức Phật mà không có tình thương thì chúng ta không phải là con Phật nữa. Mà chúng ta không phải là con Phật thì chúng ta còn ai? Còn ai? Lúc đầu chúng ta là con ông năm, sau đó chúng ta trở thành là con ma luôn. Nếu chúng ta luôn chí hướng không tốt mắt thì chí hướng của mình bất có hiện đó, luôn tìm cách sao để chẳng đạt đến người ta, luôn tìm cách làm sao để mình luôn nổi hơn người ta, dù người ta chìm đắm trong khổ kệ người ta, thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ thành từ mình cái sự tốt đẹp. Làm gì mình cũng nghĩ cho người ta đó là bình thường, làm gì mình cũng nghĩ lợi ích cho mọi người trước cả sau đến mình sau, đó mới là tình thương, đó mới là từ bi. Nói cái gì cũng nghĩ cho người ta trước, xem lời nói của mình có tổn thương người ta không, xem lời nói của mình có làm đau lòng người ta không, rồi chúng ta nói, thì như vậy chúng ta đang mở rộng lòng từ bi. Khi chúng ta làm được điều đó là chúng ta đã có Phật ngay trong tâm chúng ta rồi. Hiện nay mình đi bái Phật ở chùa này chùa kia, nhà mình có Phật, chúng ta đang bái Phật ở ngoài cảnh. Và khi chúng ta bái Phật ngoài cảnh thì đó là một hướng chúng ta hướng về thôi. Làm sao có được Phật ngoài cảnh như nào tâm chúng ta để Phật phù hợp tâm chúng ta mới đó là Phật ngoài. Khi chúng ta có Phật trong tâm, bằng tâm từ bi đó rồi, thì chúng ta đi ở đâu, ngồi ở đâu, làm gì đều có Phật ở đó. Lúc đó chúng ta tụng kinh, chúng ta cũng cần có Phật trước mặt, mà ngồi quay Phật tượng, Phật hiện lên Phật tượng. Ngồi ở thiên nhiên có cảnh rừng núi, Phật đang hiện ở cảnh rừng núi, ở cỏ cây sông núi. Nếu tâm chúng ta luôn luôn rộng mở tình thương như vậy, luôn luôn sống như mọi người, thì chúng ta luôn có Phật. Đó là điều thứ hai nữa là gì? Phải nêu cao tinh thần học hỏi để làm lớn mạnh trí tuệ, rộng lớn trí tuệ, hiểu biết của mình. Điều thứ ba là chúng ta phải cố gắng ứng dụng những lời Phật dạy đó vào trong cuộc sống để chúng ta vượt lên khó khăn, vượt lên những lời nhị nghị, vượt lên những sự phá hoại của người khác, vượt lên những lời theo chặt theo về đâm thọc của người khác đối với mình, vượt qua luôn, chúng ta vượt qua luôn để chúng ta trở thành một cuộc sống sống không dễ, không hờn, không oán trách, sống nhiều người với thử thách trong ta, thì chúng ta mới vươn lên được cái sự vững mạnh của cuộc sống. Khi chúng ta tôi luyện được cái điều đó rồi thì chúng ta đi trên đường thẳng mau bao lâu ai sâu ai đẩy chúng ta thẳng đây họ sâu bạn đó thì chúng ta nghe cái sông động bạn chỉnh như là đi thẳng nhất. Thì như vậy cuộc đời chúng ta luôn luôn vững vàng, luôn vững vàng, và chúng ta cứ làm những điều gì chúng ta nhà sâu bản thân thầy cũng vậy, vì người này vì người kia phá rồi làm mình theo đạo, nhưng mình là người thường lúc đó đi theo đạo, nhưng theo đạo xong rồi vững chân lại thẳng bước đi tiếp, chúng ta được ngã trước quỵ xuống thôi lại không làm nữa, làm gì mệt, làm gì thì kêu kêu người ta khác vậy là người ta hạ mình mệt quá không làm nữa, vậy chúng ta bị con ma chế của mình xỏ mũi mình dẫn mình đi, thấy chưa? Cho nên chúng ta luôn luôn cố gắng cái lộ trình mình đã chọn, mình nói mình đi đến đó là mình muốn ăn đi, dù khó khăn dù có ngã nữa đứng lên đi tiếp, đó mới là ý nghĩa tinh tấn của người học Phật. Hôm nay ngày khai sơ xuất thầy tạm biệt con ta điều yếu tố đó là nhắc nhở là phải cái điều này cũng tốt và luôn luôn lấy nó làm chất tốt sống cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, thì cuộc sống ta luôn được thăng lập hướng tới sự tốt đẹp. Chúc các con một năm mới hạnh phúc, một năm mới tràn đầy niềm tin. Và từ đầu năm 2021 đến nay, gia đình tuổi trẻ xem và nguyên giác chúng con đã hoạt động kết quả như sau. Thứ nhất là tổ chức họp mặt đầu năm, qua đó thông qua phương hướng và kế hoạch hoạt động cả năm và cụ thể từng tháng dựa theo kế hoạch chung của thầy trụ trì đề ra và hướng dẫn. Thứ hai là tham gia các lễ hội.
hội và chương trình hành hương đầu năm. Thứ ba là tham gia múa dân hoa và các tiết mục văn nghệ cho đại hội tổng kết 5 năm của Phật giáo thành phố Biên Hòa, lễ Phật đản, lễ dỗ sư ông, lễ tưởng niệm Đức Đại Tam Pháp Chủ Viên Tịch. Thứ tư là công tác tu học, đã tham dự được 2 khóa tu, một ngày phúc lạc, khóa rèn kỹ năng sống theo thanh thiếu niên tổ chức tại chùa Đức Lâm Vi Nghiêm. Thứ năm là công tác Phật sự, trồng cây, trang trí hòn non bộ, trồng cỏ, phụ đổ bê tông đường đi, nhặt lá mai trên đồi rừng Viên Minh, phụ giúp dọn dẹp chùa Viên Giác để chuẩn bị khởi công xây dựng, tham dự lễ cầu an khởi công xây dựng chùa Viên Giác, phụ giúp trang trí chuẩn bị đón Tết. Thứ sáu là tham gia vận động đóng góp xây dựng chùa và tạc tượng. Và thứ bảy là công tác thiện nguyện. Trong công tác thiện nguyện, chúng con đã làm được những việc như sau. Thứ nhất là phụ giúp bán nấm. Tiếp theo là tiếp tục tổ chức chương trình xe phạt xuống phố được 4 đợt trong năm. Đến nay đã là lần thứ 24, kỷ niệm 3 năm tổ chức chương trình do thầy trụ trì phát động. Đi thăm và sinh hoạt, tặng quà cho các em ở mái ấm Linh Quang, tặng cho các em gạo mì và một số nhu yếu phẩm. Và hiện kim tổng số kinh phí là 29 triệu đồng. Hỗ trợ với chùa trong mùa dịch Covid như là đi tặng rau củ quả, trứng cho bà con trong vùng dịch, tiếp sức cho các tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch, tổng kinh phí là 33 triệu đồng và 10.000 quả trứng gà, 5 thùng nước sát khuẩn. Vận động bé Nguyễn Quế hỗ trợ tặng 100 phần quà cho bà con trong khu phong tỏa Long Bình, 25 triệu đồng. Trong cái phần này thì chúng con cũng xin tuyên dương bữa nay không có cô Trâm là ban bảo trợ của gia đình tuổi trẻ, thì cô Trâm cũng đã giúp đỡ cho gia đình tuổi trẻ rất nhiều trong cái công tác mà thiện nguyện, và anh Lực cũng có đóng góp nhiều sức. Ngoài ra cũng Mạnh Thường Quân cũng đóng giúp đỡ cho chúng con rất là nhiều. Vận động kinh phí tặng 150 phần quà cho bà con nghèo vùng cao đón Tết, kinh phí là 75 triệu đồng. Vận động kinh phí giúp đỡ cho bệnh nhân bị phỏng điện có hoàn cảnh khó khăn là 5 triệu đồng. Thứ 8 là tham gia tình nguyện viên nơi tuyến đầu trong mùa dịch Covid, gồm có 9 thành viên, thì vừa qua đã được sư phụ khen thưởng các em đi không đủ. Kế hoạch đã đề ra từ đầu năm có cố gắng phát triển thêm thành viên mới, tham gia viết bài và đưa tin bài cho ban truyền thông đến các group. Về mặt yếu, số lượng các thành viên sinh hoạt không đều đặn và thường xuyên, thì hiện nay đó thì ở trong cái group xem bài của trẻ mà sư phụ thành lập cho chúng ta đó thì có hơn 150 thành viên, nhưng mà bây giờ chúng ta sinh hoạt thường xuyên đó thì chỉ có nhiêu đây thôi. Thành ra là qua cái mục tiêu của sư phụ đề ra từ đầu năm á, là trong đó có mục tiêu hàng đầu là mình sẽ thanh lọc các cái ở trong cái ban, trong cái ban ngành của mình á, nếu mà những thành viên nào không tham gia và cũng không có một cái gì đóng góp, cũng như là không có nghĩa là một cái like trên cái thông báo của gia đình tuổi trẻ cũng không có, thì chúng ta mạnh dạn là chúng ta sẽ thanh lọc ra để chúng ta tuy ít nhưng mà chúng ta làm được nhiều việc. Vừa qua thấy trong cái cuối năm vừa rồi, cái gia đình tuổi trẻ chúng ta còn rất là ít bạn làm, nhưng mà chúng ta làm rất là nhiều nhàng. Chúng ta không cần số lượng đông mà có số lượng đông mà những cái người ở trong group tàn hình không bao giờ thấy. Thì theo cái chỉ đạo của sư phụ thì chúng ta tiếp tới chúng ta cũng sẽ cố gắng là trong cái công tác đó là chúng ta sẽ thành lập và làm tốt hơn. Về mặt yếu nữa là kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào vận động các mạnh thường quân, ban bảo trợ, cá nhân tự vận động hỗ trợ cho nhau. Trong mùa dịch vừa qua là các cá nhân trong thành viên tuổi trẻ chúng ta là tự vận động nhau để giúp đỡ lẫn nhau, cái này rất là tốt. Và nổi bật là các thành viên trong nhóm năm thì ông cũng xin là cho các thành viên trong ba nhóm năm một tràng pháo tay rất là tốt. Chị hậu phương nhưng mà các chị cũng hỗ trợ cho các tình nguyện viên nơi tuyến đầu. Đó là cái phần báo cáo của chúng con. Trước khi dứt lời, chúng con kính mong được sự quan tâm giúp đỡ chỉ dạy của sư phụ và quý thầy cô, tiếp tục được sự quan tâm hỗ trợ của quý ban bảo trợ và quý mạnh thường quân để gia đình tuổi trẻ xem vàng viên giác được phát triển tốt hơn. Mà trưa con xin kính chúc sư phụ
là thân mẹ thân A để sư phụ hoàn thành những tâm nguyện về Phật sự của sư phụ và thành viên tuổi trẻ chúng ta khỏe, mạnh dạn và nghe lời sư phụ. Chúng ta tiếp tục trong thời gian, trong một năm sắp tới đầy những gian nan mà chúng ta sẽ sát cánh bên nhau để phụ giúp cho sư phụ hoàn thành những cái công tác của sư phụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Rất là cảm ơn bài báo cáo công tác Phật sự năm 2021 nhân dịp của chủ nhiệm gia đình tuổi trẻ thì mình hợp dung với nhiều hợp. Và để tiếp nối chương trình, mời anh Pháp Dạy Toàn Hương, phó chủ nhiệm gia đình tuổi trẻ An Nguyễn Tấn Lực. Kính bạch sư phụ, kính thưa ba cô vân, ba chú nhi, các bạn gia đình tuổi trẻ sinh hoạt. Mùa xuân là mùa khởi đầu của một năm mới, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Chính vì ý nghĩa đó mà thầy chủ trì và ban tổ chức lễ hội xuân đã ưu ái dành cho gia đình tuổi trẻ chúng ta một buổi họp mặt vào đầu xuân mới. Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, theo kế hoạch công tác của chùa Vĩnh Giác năm 2022, hôm nay con xin đại diện các bạn gia đình tuổi trẻ triển khai cụ thể về kế hoạch công tác năm, công tác tháng của gia đình tuổi trẻ như sau. Kế hoạch của chúng con gồm có 3 mục tiêu. Thứ nhất là sẽ thành lập đội ngũ dựa trên số lượng sẵn có trên các group của gia đình tuổi trẻ sinh hoạt do sư phụ thành lập và các cá nhân giới thiệu, đối chiếu với tình hình tham gia sinh hoạt thực tế và xin ý kiến trực tiếp thông qua các buổi họp mặt đầu năm và trên các group của chùa. Mục tiêu thứ hai là tham gia công tác xây dựng chùa Viên Giác với sự hướng dẫn của sư phụ và của quý thầy quý cô, tham gia công tác Phật sự và các khóa tu của chùa tổ chức, và cuối cùng là tiếp tục tổ chức các sinh hoạt xuống phố và tham gia các công tác thực hiện của chùa. Các công việc cụ thể của kế hoạch được triển khai trong từng tháng như sau. Vào tháng 1 năm 2020 qua, chuẩn bị là phụ giúp quý thầy trang trí đón Tết Nhâm Dần và với ba chùa Viên Giác, Viên Nghiêm và Viên Minh thực hiện báo cáo tổng kết năm 2021 và xây dựng kế hoạch công tác của gia đình tuổi trẻ năm 2022, tham gia vào lễ tất niên của chùa và nhiều hoạt động khác. Vào tháng 2, tham gia lễ hội Tết cổ truyền năm Nhâm Dần giữa ban văn hóa sinh hoạt họp mặt đầu năm của gia đình tuổi trẻ và hôm nay, và tham gia đi hành hương giỗ tổ tại Đà Lạt, dự lễ sám hối và lễ tự nguyện, chuẩn bị vận động kinh phí cho đợt sinh hoạt sám hối lần thứ 25 được tổ chức tại chúng con có xin phép sư phụ sẽ tổ chức sinh hoạt sám hối lần thứ 25 vào tại máy ấm Linh Quang, huyện Xuân Lộc. Dự kiến của chúng con là vào tuần 27 tháng 2 âm lịch. Tiếp tục là củng cố lại số lượng và chất lượng của gia đình tuổi trẻ, in ấn các tài liệu để cho việc học tập và sinh hoạt của gia đình, tham gia các công tác dọn dẹp chùa sau khi san lấp mặt bằng chùa Viên Giác, sắp xếp lại kinh sách và các vật dụng của chùa tại An Viên An, dự lễ sám hối tại các điện tạm của chùa, tham dự khóa tu một ngày phúc lạc tại chùa Viên Nghiêm và tổ chức sinh hoạt gia đình tuổi trẻ hàng tháng, tham dự lễ đặt đá chính thức xây dựng chùa Viên Giác, tham dự lễ viếng và làm công quả tại các chùa như tháng. Tổ chức sinh hoạt xuống phố
biệt là để tổ chức một lần sinh nhật của quý phụ vào tháng 3 năm 2, tháng 4 năm 2022, lễ huyết kỵ của cố chủ tọa đại diện chủ trì chùa, tham dự lễ sám hối thường kỳ, tham dự khóa tu và tổ chức sinh hoạt gia đình quý lễ hàng tháng, tham gia làm hoa quả tại các chùa cơ sở như là núi thầy, tổ chức xe vàng xuất phố đợt thứ 27 và tháng 5 2022 tổ chức tham dự các khóa tu và tổ chức sinh hoạt gia đình quý lễ hàng tháng, có lễ ăn cư trú hạ làm hoa quả tại các chùa và cuộc vận động và tổ chức xe vàng xuất phố đợt 29 và tháng 7 tham dự các khóa tu ra chùa tổ chức và sinh hoạt gia đình chú lễ hàng tháng. Còn mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị thánh tăng trong thành hộ pháp gia hộ để mái chùa Uyên Ghế con được xây dựng thật rộng rãi và trang nghiêm hơn, để chúng Phật của chúng con có nơi tinh tấn tu tập, biết kính Phật, tin nhân quả, là phúc nhiều mộ trì chánh pháp xây dựng đạo tràng ngày càng hưng thịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn các bạn kế hoạch của năm 2022 nhân dân của gia đình trẻ đã triển khai trong năm nay và rất là rõ ràng, và cũng gửi lời xin lỗi đến phó ban, tại vì bây giờ thì tiếng già rồi, cũng ai chiếc 13 nghe người ta nói là khi chiếc 13 có triệu chứng mắt thì mờ rồi trí nhớ bị quê trí là tạm thời đó, cho nên đôi khi con thì đông quá biết mặt thì không biết tên, có thì cái tên cũng chân thành xin lỗi có ba má số ba. Kính thưa thượng tọa chủ trì, thưa ban cố vấn cùng các gia đình thành viên của gia đình trẻ, nếu đôi khi cuộc sống nó làm chúng ta thường bước, chỉ mong tất cả thành viên của gia đình trẻ như bà cố vấn sẽ mạnh mẽ, bình tĩnh, đứng vững trên đôi chân của mình, như các của những nhành hoa ủ mình trong đợt ngày đông dài chờ ngày, chờ ngày tỏa sáng, chờ đến xuân xa mọi ước nguyện rồi sẽ được hồi đáp. Xuân mang sức sống niềm tin, mang cả sự may mắn cho sự khởi đầu hạnh phúc vẹn tròn. Chúng ta mong rằng trong năm 2022 năm nay này với sự dẫn dắt cũng như quan tâm của cộng đoàn chủ trì đối với gia đình tuổi trẻ xem ta, chúng ta thì cố gắng hết mình để không cùng lòng sư phụ và để tiếp theo cái niềm tin để sư phụ chứng cứ để những cái dự định của sư phụ ấp ủ nó sẽ sớm thành tựu, và tương lai đây ngôi chùa này nó sẽ rộng, sẽ lớn và khang trang hơn, không những cho chúng ta mà còn cho những thế hệ sau này. Thì rất mong các thành ban cố vấn cũng như các thành viên nhiệm kỳ trẻ, vì chúng ta bây giờ lớn rồi, trưởng thành rồi, chúng ta có sự hiểu biết rồi, cho nên ta cố gắng có thể đừng để sư phụ phải cần lo lắng quá nhiều. Bởi vì sư phụ làm những cái điều này là vì tất cả thế hệ, từ những người già đến chùa, rồi những người trẻ và thế hệ mầm non, chỉ mong rằng có một nơi để đến để tự gọi là tu là sửa mình, thay đổi chính bản thân mình, tìm đến sự yêu thương. Rất mong cái điều chia sẻ này cố vấn của gia đình tuổi trẻ cố gắng, và để tiếp theo chương trình thì vừa rồi thấy có một hai thành viên nào là trẻ, mà bây giờ không biết bây giờ là 10 giờ thì ai là người đến trẻ thì tự giác chúng ta đi lên trên này để cho sư phụ nhìn thấy mặt, bởi vì ít ra thì từ tháng 30 tháng 4 cho tới nay thì cũng là 7 tháng 8 tháng rồi. Ai là người đến trẻ thì tự giác đi lên này nha, đừng để đi kêu tên hoặc là chỉ
chị Tây, cái chị Tây cùng nhỏ đó, bé Tây và chị Tây cùng nhỏ nó gọi, gọi tên rồi cho nó chuẩn, nó không cần chị đâu nhá. Sao? Ba thường giác không? Kiếm không? Không có thời gian nhiều nữa nè con, kiếm không lên đây. Trời ơi, một MC, MC của gia đình tuổi trẻ mà bây giờ lên đây gọi lại, lên đây, lên đây, lên đây. Đợi còn ai nữa ta? Hay có cái mình đẹp vậy? Cô xa xuống quỷ vậy ta? Lên đây. Thank you.
Thứ hai là coi cái cơ của chúng ta nha, để mình giải quyết thứ. Nếu mà chúng ta